với channel mình nha. Thì hôm nay, với clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chỉ số 7 nha. Thì cách chỉ số 7 này cũng đơn giản thôi. Thì cách này mình học lại từ một cái anh trên YouTube, thì mình sẽ chia sẻ lại cho bạn nào chưa biết nha. Thì bạn nào biết rồi thì cũng có thể xem để ủng hộ mình nha. Rồi thì bây giờ trước mặt các bạn thấy đó là hai con delta thì dòng thường thôi các bạn. Thì mình đang chữa trị cho nó, đó là số 7 thì nó đã hết. Con bên trái nha các bạn, con này nè, nó đã hết. Thì con bên phải thì nó bị đá dách đuôi, bị con mái khác các bạn. Mình cho nó dưỡng, bị cắn dách đuôi nên mình phải dưỡng lại cho nó mọc đuôi ra lại nha các bạn. Thì nó đang yếu nên nó cũng không có bơi nhiều nữa. Đây thì con bên trái thì mấy bữa nay mình chữa cho nó đã hết, thì mình cũng không dám cho ăn nhiều nữa, cách 2 ngày mình mới dám cho ăn. Vì mình thấy nó có dấu hiệu bệnh lại thì mình cũng không cho ăn nhiều. Thì bệnh số 7 này thì phát hiện kịp thời thì các bạn có thể chữa hết nha, phát hiện sớm nhất luôn nha các bạn. Thấy nó nhẹ lên là nó bị nhẹ là có thể chữa được, nhưng cũng nhờ vào sự may mắn nữa nha. Thì số 7 cũng có các nguyên nhân. Thì nguyên nhân của số 7 đó là dẫn đến số 7 đó là sình bụng nha. Thì các bạn cho cá ăn quá nhiều, thì ăn quá nhiều mà các bạn cũng không cho cá kè nữa, vận động các bạn. Các bạn cho cá kè cũng như đang cho con cá tập thể dục, là cho cá vận động để nó tiêu hóa hết lượng thức ăn trong người nó. Mà các bạn, nếu các bạn không cho nó kè thì nó sẽ còn dư lượng thức ăn đó. Nếu nó sẽ không đi phân được ra ngoài, nó sẽ bị sình bụng. Rồi thì tiếp theo đó là nguồn thức ăn. Thì nguồn thức ăn các bạn cho là quá dơ cho nó ăn các bạn. Thì quá dơ nó sẽ dẫn đến sình bụng luôn, nó sẽ bị nhiễm khuẩn trong đường ruột. Vì đường ruột của nó sẽ bị nhiễm khuẩn nên sẽ gây ra sình bụng, sầu bẫy ở ngoài. Thì bệnh sầu bẫy nó sẽ liên quan đến sình bụng. Thì mình đã gặp trường hợp đó là nó sình bụng mấy ngày xong nó sẽ sầu bẫy lên luôn nha các bạn. Thì trùng chỉ các bạn lúc mới mua về các bạn phải rửa thật sạch, bạn phải xử lý thật sạch cho trùng nó nhả hết sình ra, các bạn mới cho cá ăn nha. Rồi thì tiếp theo đó là nguồn nước. Thì nguồn nước các bạn để quá lâu các bạn không thay. Thì như cái ly 1 lít này cỡ 3-4 ngày mình thay 1 lần, chứ tới 1 tuần là nó bị dơ các bạn. Các bạn thì cỡ ly 1 lít này mình 3-4 ngày mình thay. Thì thay thì như bạn đang thấy nước rất trong luôn. Thì hôm nay là ngày thứ 3, mai ngày thứ 4 mình sẽ bắt đầu thay tiếp nha. Thì nước dơ sẽ gây tạo ra vi khuẩn. Thì vi khuẩn nó sẽ lâu ngày thì cá bị nước dơ thì nó sẽ yếu, vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể cá, thì sẽ làm cá sẽ bị sù vẩy lên. Okay, thì nếu các bạn phát hiện kịp thời cái bệnh này thì chữa được, mà cũng dựa vào yếu tố đó là may mắn nha. Còn các bạn để quá lâu mà cái vảy nó sù lên luôn, mà sù nặng các bạn, nó bung ra, nó bự, cái bụng nhìn bự ra mà vảy nó sù lên nữa, thì lúc đó thì khó chữa nha các bạn. Thì có nguy cơ sẽ dẫn đến đó là chầu ông bà. Rồi thì chúng ta sẽ vô cái cách, các bạn sẽ xem cái cách mà mình chữa bệnh cho nó nha. Thì cách này cũng chỉ mình dự tính là 50-60% thôi nha, chứ không có 100% được. Vì sổ 7 là bệnh rất khó chữa luôn, 100% thì cái đó cũng, mình cũng không làm được nha các bạn. Giờ thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình đã chữa cho nó như thế nào. Đây con bên trái đây, mình đã chữa con bên trái nè các bạn. Thì móng tay mình hơi dơ nha. Thì con bên trái mình đã chữa nó đã hết hoàn toàn nha, vảy không bị sù lên nữa. thì mình phát hiện nó kịp thời sớm nên mình đã chữa thành công. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình đã chữa nó như thế nào nha. Rồi thì như trước mặt các bạn thấy đó, mình đã chuẩn bị hai dụng cụ để chữa bệnh cho con cá. Thì hai cái ly, đây là cái ly mục đích và cái hũ nha. Rồi thì trên tay mình đây là, các bạn cũng biết đó là dao gì, đó là dao càng cua nha. Thì càng cua là ở dọc đường nào cũng có, thì nó mọc dại ngoài đường các bạn, bạn tìm đâu cũng có luôn. Rồi tiếp theo đó là xanh methylene nha. Đây, chai thuốc xanh methylene mua về tiệm thuốc tây nha. Thì bạn ra tiệm thuốc tây các bạn nói xanh methylene là ta sẽ bán cho các bạn. Thì xanh methylene có một loại đó là xanh milian, thì cái loại đó giống loại xanh methylene luôn, thì xài vẫn được nha. Rồi thì cái tiếp đó là muối hột nha. Đây, hũ muối hột mình sẽ cho các bạn xem nha. Hũ muối hột thì lát nữa mình sẽ cho một ít thôi nha, chứ không có nhiều. Thì cái bệnh sùi bẩy này chữa thì nó rất kỳ là muối hột luôn, bạn cho nhiều quá cá nó chết luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chữa như thế nào. Rồi thì trước tiên ngay cái hũ, cái hũ này, nữa mình cho nước nửa hũ này. Thì chai xanh này mình sẽ cho 2 giọt vô. Đây, 2 giọt, bạn đừng cho đậm quá nha, vừa đủ thôi. Mình sẽ đậy lại. Rồi thì các bạn sẽ khuấy lên, khuấy đều lên nha. Rồi đó bạn. Thì cái ly thuốc xanh này dùng để làm gì? Thì nó sẽ trước khi các bạn chữa bệnh thì các bạn phải chuẩn bị cho mình 2 ly này nha. Thì ly thuốc xanh này sẽ cho cá tắm. Lúc mà các bạn phát hiện cá bị sùi bẩy thì các bạn sẽ bắt ra cho cá tắm. Thì các bạn sẽ tắm cá trong vòng khoảng 1 phút. Thì 1 phút thì nó sẽ diệt hết một số vi khuẩn trong cơ thể cá vẫn còn tồn tại. Thì bạn tắm cá 1 phút. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái ly này qua một bên. Thì tiếp theo đó là cái ly mục đích này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng muối hột và dao càng cua vô cái ly mục đích này. Chúng ta sẽ bỏ vô. Thì muối hột các bạn sẽ cho một ít xíu, một ít thôi nha, xíu thôi. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây bạn, một hộp muối hột nha, tại nó bị dính vào tay mình nên hơi nhiều. Một hộp muối hột thôi, không được nhiều nha các bạn, ít nhất là một hộp, không được lố quá, hoặc là ít càng ít thì càng tốt nha. Thì giờ tiếp theo đó là dao càng cua. Thì dao càng cua này các bạn phải rửa thật sạch nha, không thì nó sẽ có vi khuẩn ở trong nha. Bạn rửa sạch thì đây, bạn thấy dao cua mình rửa rất sạch luôn. Thì bạn sẽ bứt ra cho mình một ít. Rồi mình bứt một ít thì như đây nhé bạn. Nếu dao càng cua các bạn hái có dễ thì các bạn bứt cái dễ đó bỏ đi, không cần xài tới đâu. Rồi các bạn sẽ giò nát ra cho mình. Mình sẽ giò nát ra. Rồi, bỏ vô nha các bạn. Rồi, mình cho thêm một xíu nữa nha. Các bạn sẽ cho tùy theo các bạn thôi. Đấy. Rồi sau khi các bạn đã tắm cá gần 1 phút thì các bạn sẽ bắt cá bỏ vô đây. Thì lưu ý trong quá trình chữa bệnh là các bạn không cho ăn nha. Cho ăn thì cá đi phân ra sẽ làm dơ nước nha. Thì lúc đó bệnh nó sẽ càng nặng thêm. Thì cá mình lúc mà các bạn xem lại đầu clip thì con cá mình chữa đó thì sau 1 tuần nó đã khỏi. Thì mình quy 1 tuần đó mình thấy nó sầu bẫy nên mình không dám cho ăn gì luôn nha các bạn. Sau 1 tuần thì nó ra khỏi, nhưng cách 2 ngày thì mình cho ăn 1 cử là 1 ít thôi nha, không có nhiều. Thì khi phát hiện bệnh các bạn phải chuẩn bị cho mình trước 2 cái ly này, rồi bạn ngâm cá rồi bạn cho qua ly chữa. Rồi thì cái bệnh sầu bẫy này nó cũng cá có hết không, đó là dựa vào sự may mắn đó các bạn. Thì bệnh này rất là khó chữa, mình chỉ ước chừng cái cách này là 50 đến 60% thôi, không 100% được. Thì bạn nào áp dụng thành công thì nhớ chia sẻ clip và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi thì clip đến là kết thúc, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, tới 50 người đăng ký mình sẽ tổ chức mini game tặng cá cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.